Mới đây, mẫu MPV Mitsubishi Spander đã bất ngờ được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Mitsubishi Spander phiên bản nâng cấp đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào hồi tháng 6 năm ngoái với một số thay đổi đáng chú ý về cả thiết kế lẫn trang bị. Thế nhưng, mẫu xe MPV ăn khách này lại được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Hình ảnh của chiếc Mitsubishi Spander đã xuất hiện trong công báo sở hữu công nghiệp số 418 tập B quyển 2 tháng 1 năm 2023 của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Điều này có thể là bằng chứng cho thấy Mitsubishi Spander chuẩn bị được nâng cấp tại thị trường Việt Nam. Chiếc Mitsubishi Spander trong hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam không thay đổi về thiết kế so với xe đang bán. Tuy nhiên, xe có thể sẽ được nâng cấp về mặt trang bị. Trước đó, vào hồi tháng 12 năm 2022, Mitsubishi Spander cũng đã được bổ sung phiên bản mới ở thị trường Indonesia. Ở phiên bản 2023, Mitsubishi Spander tại Indonesia cũng không có gì mới về mặt thiết kế. Thay vào đó, hãng Mitsubishi chỉ bổ sung một số trang bị mới cho mẫu MPV 7 chỗ này. Cụ thể, Mitsubishi Spander 2023 tại Indonesia có thêm hệ thống lọc không khí và sạc điện thoại thông minh không dây mới. Đây là hai trang bị trước đây chỉ dành cho Mitsubishi Spander Cross 2023. Theo hãng Mitsubishi, hệ thống lọc không khí mới của Spander 2023 có thể lọc bụi mịn 20. 50 micromet. Hệ thống lọc không khí mới được bổ sung cho bản Ultimate, Ad, Sport Ad trên MT và Exit Ad trên MT của Mitsubishi Spander 2023 ở thị trường Indonesia. Trong khi đó, sạc không dây lại dành cho bản Ultimate Ad. Với hệ thống lọc không khí mới, ba phiên bản của Mitsubishi Spander 2023 tại Indonesia tăng giá 1 triệu rupiah, khoảng 1,51 triệu đồng. Riêng phiên bản có thêm sạc không dây lại tăng giá 2 triệu rupiah, 3,02 triệu đồng dự đoán, Mitsubishi Spander 2023 tại Việt Nam cũng sẽ được bổ sung hai tính năng mới như xe ở Indonesia. Nếu đúng như vậy, mẫu MPV này sẽ càng thêm hấp dẫn và gia tăng khoảng cách về mặt doanh số với các đối thủ cùng phân khúc. Trong năm 2022 vừa qua, Mitsubishi Spander chính là mẫu MPV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam, với doanh số cộng dồn lên đến 21.983 xe, bỏ xa các đối thủ như Toyota Veloz, Cross. 14.104 xe Suzuki XL7, 6.526 hay Toyota Avanza Premier, 3.592 xe. Đồng thời, Mitsubishi Spander cũng là mẫu xe bán chạy thứ 3 trên toàn thị trường Việt Nam trong năm ngoái, chỉ đứng sau Toyota Vios, 23.529 xe và Hyundai Ursen, 22.645 xe. Trong năm nay, hãng Mitsubishi dự kiến còn ra mắt cả Spander Cross mới tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam từ tháng 10 năm ngoái. Tương tự xe ở Indonesia, Mitsubishi Spander Cross 2023 dành cho Việt Nam cũng được cải tiến về thiết kế theo phong cách giống người anh em Spander. Bên cạnh đó là những trang bị mới, như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 8 in, sạc điện thoại thông minh không dây, ghế bọc da tổng hợp phối hai màu, màn hình cảm ứng trung tâm 9 in, hỗ trợ Apple CARPLI trên Android Auto hệ thống điều hòa đi kèm màn hình hiển thị LCD và nút chỉnh mới, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời cũng như cổng USB Type-A trên tay C. Đặc biệt, Mitsubishi Spander Cross 2023 còn được trang bị camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hướng chủ động Active do Control, AIC mới và hệ thống treo sau có kích thước lớn hơn, tương tự loại dùng cho Pajero Sport. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360